Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 65 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện. Lại nói, thanh niên cười híp mắt kia chính là thiên cơ tú sĩ thật. Cảm giác trận pháp đột nhiên vận chuyển sắp trệ, hiển nhiên mấy người giả này điên cuồng công kích đại trận. Áp bách trận pháp vận chuyển, hướng mấy người bên cạnh thấp giọng cười nói: "Mấy vị huynh đệ, mấy người này tất nhiên sẽ tới giết ta, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng giết chết mấy con lửa ngốc vô tướng kia đi." Bên cạnh hắn, vô tướng thiền sư ra vẻ đệ tử thánh tông, thậm chí ngay cả đầu trụ lùi cũng mọc ra đầy tóc. Tu luyện tới cảnh giới như bọn họ đã sớm đối với thân thể rõ như lòng bàn tay, cho dù đánh gãy chi cũng có thể sống lại, huống chi chỉ là tóc. "Thiện tài thiện tài, muốn làm dũng là không phải vô tướng mà là tặc ngốc thôi." Hòa thượng này hai tay hợp thành chữ thập, rất chân thành sửa sai nói. Đột nhiên huyền thiên đại trận có chút dừng lại, vô tướng thiền sư giả kia quát lên chói tai, thân thể vừa động hóa thành một pho tượng đại Phật kim chói, một cước đạp vào trong trận, vung tay lên. Chỉ thấy một cây đại côn thép dòng như núi ầm ầm hướng thiên cơ tú sĩ mà lện xuống. Mấy người khác định trụ trận pháp là để cho hắn trước diệt trừ người chủ trì huyền thiên đại trận, nếu không huyền thiên đại trận này sẽ không dễ dàng mà phá vỡ nữa. Nếu diệt trừ người chủ trì trận pháp, huyền thiên thánh tông chỉ còn lại có thuần dương vô cực trung làm chỗ dựa cuối cùng. Thuần dương vô cực trung chính là chấn giáo chi bảo, không cách nào dễ dàng thúc dục. Nếu đám người huyền ẩn thương lạc bị bọn họ giết chết, bằng vào đệ tử thánh tông căn bản vô lực thúc dục bảo vật này, diệt môn đang ở trước mắt. Hình như chính là kim cương pháp thiện tông, ngọc Phật kim thân. Vô tướng thiền sư chân chính nhìn đồ giả mạo giết vào trong trận, nghi ngờ mà nói: "Xem ra những đồ giả mạo này không phải đều là xuất xứ từ Thái Huyền thánh tông. Bất quá nghe nói bọn họ đánh lén trưởng giáo kim cương pháp thiện tông Hành Vân đại thiện sư, làm sao trong bọn họ lại còn có cao thủ xuất xứ từ kim cương pháp thiện tông được?" "Tứ đệ hồ đồ rồi, cử động lần này của bọn họ tự nhiên là bỏ hiểm nghi cho kim cương pháp thiện tông. Tập kích Hành Vân đại thiện sư, người khác tự nhiên hoài nghi không tới trên người kim cương pháp thiện tông rồi." Thạch Cảm Đương cười lạnh nói: "Huống chi Hành Vân đại thiện sư không phải là chưa chết hay sao? Xem ra kim cương pháp thiện tông cũng cùng Thái Huyền thánh tông liên minh rồi." Cáp Lan Sinh vóc người khôi phục thành thường nhân, hé mắt mà nói: "Thực lực bọn người kia so sánh với chúng ta cũng không kém hơn, khó trách có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thái Hoàng triệu tập tinh anh các phái, bọn họ nhân cơ hội diệt môn, quả nhiên đã bản tính rất tốt mà." Cây đại côn thép dòng của vô tướng thiền sư giả mới vừa rồi đi tới đỉnh đầu thiên cơ tú sĩ, đột nhiên một bộ cà sa tuyết trắng phần phật bay lên. Trong chớp mắt liền bao phủ vô tướng giả này, một đạo bố quang sáng lên giống như ngân hà đổi chiều, lại có một quả đấm lớn oanh tới nhất đầy thiên địa, kiếm quang bay lên chiếu rọi trong vòng ngàn dặm, nhất tề bổ vào trên người tên vô tướng giả bị cuốn lấy kết kết thật thật kia. Loạn kiếm chém chết, loạn quyền bổ ra, loạn búa băm thành thịt vụn. "Các vị thí chủ đừng chém xem nhi của tiểu tăng." Vô tướng thiền sư cảm giác đau vạn phần, vội vàng kêu lên: "Xiêm y này là ma vật do tiểu tăng luyện thành, mấy người các ngươi tài đại khí thô, chỉ có tiểu tăng tu thành khổ hạnh, xiêm y phá như thế sẽ mua không nổi cái mới đâu." Vô tướng giả này vừa chết, huyền thiên đại trận lập tức khôi phục vận chuyển. Mới vừa rồi thiên cơ tú sĩ cố ý nhường là vì lừa hắn vào trận diệt trừ hắn. Bên ngoài trận, mấy người giả khác trong lòng dùng mình, vô tướng giả mới vừa rồi bị chặt chết kia chính là hộ pháp tôn giả lừng lẫy nổi danh kim cương pháp thiện tông, là thiên công cao thủ, không nghĩ tới mới vừa vào trận liền trực tiếp bị băm chết. Bọn họ giả mạo lục đại ma đầu thí thần cốc, từng người liên thủ vây công kim cương pháp thiện tông là vì tẩy hiểm nghi cho kim cương pháp thiện tông. Sao ở bên ngoài trận, nam tử mặt quỷ giả kia thủy chung chưa từng động thủ, thấy vô tướng giả bị băm, trên mặt nạ quỷ lộ ra một nụ cười, thấp giọng nói: "Xem ra là gặp chính chủ rồi, huyền thiên thánh tông quả nhiên
cùng Thí Thần Cốc cấu kết với nhau. Đáng tiếc Tịch Ứng Tình không có ở đây, vô duyên gặp lại nhân vật thiên tài, ngay cả sư huynh cũng khen không dứt miệng này. Hắn ngang nhiên xuất thủ, thực lực mạnh vượt qua khôn cùng, thậm chí thay đổi thiên tượng, vô số thiên lôi ung ung hướng huyền thiên đại trận đánh rớt. Thiên lôi như lê đem huyền thiên đại trận làm thành thổ địa, hung hăng lên một lần rồi lại một lần. Đám người thiên cơ tu sĩ nhất thời cảm giác áp lực tăng lên gấp bội. Thực lực của nam tử mặt quỷ giả này vô cùng cường đại, so sánh với Thí Thần Cốc chủ Tuyên Vô Tà chân chính không kém hơn chút nào. Thí Thần Cốc chủ là cường hãn bậc nào đây? Trong minh giới hắn có thể chính diện cùng Bất Tử Minh Vương giả yếu chống đỡ được. Mặc dù như cũ không địch lại, thế nhưng chiến lực quả thật kinh người. Mặc dù Bất Tử Minh Vương đã già, nhưng thần minh dù sao cũng là thần minh. Thực lực người giả này có thể sánh ngang Thí Thần Cốc chủ, có thể thấy được thực lực của hắn đúng là mạnh mẽ đến không hợp thói thường. Có cường giả như vậy gia nhập chiến cuộc, đám người thiên cơ tú sĩ lập tức cảm giác được vô cùng áp lực. Chúng cao thủ thế hệ trước của Thánh Tông như Thương Lạc Đạo Nhân cũng bị chấn cho hộc máu, khó khăn duy trì đại trận không bị phá. Thậm chí ngay cả Huyền Ẩn Đạo Nhân, Huyền Đồ Đạo Nhân, những thiên cung cường giả này cũng cảm giác được pháp lực bản thân không cách nào cùng nam tử mặt quỷ này mà chống lại. Mấy người Thạch Cảm Đương, Vô Tướng Thiền Sư cũng vạn phần mà cố hết sức. Thực lực của bọn họ cường đại, Thạch Cảm Đương còn có thể so sánh với Trưởng Giáo Chi Lưu, hợp lực năm ma đầu, hơn nữa Huyền Thiên Thánh Tông tinh anh đã ra hết, thế nhưng cũng không có thể ngăn cản. Đây chính là chiến lực của tuyệt đỉnh cường giả, một người có thể thay đổi chiến cuộc. Cạch. Thuần Dương Vô Cực Trung lơ lửng trên tông chủ phong đột nhiên bay lên, trung lớn chụp xuống hướng nam tử mặt quỷ đánh tới, âm ba nặng nề hủy diệt hết thảy. Nơi thanh âm đi qua, thậm chí ngay cả hư không cũng bị chấn cho nát bấy, hóa thành hắc động cắn nuốt hết thảy. Nam tử mặt quỷ này hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tiến lên một cây mộc trượng, chỉ thấy mộc trượng ngang trời càng lúc càng lớn, hình dáng kỳ lạ, long thủ điều trảo, thân trượng trải rộng vảy vũ, hướng Thuần Dương Vô Cực Trung mà quét ngang đi. Ô Long Lân Vũ Trượng sao? Huyền Ẩn Đạo Nhân kinh hô một tiếng, thấp giọng nói: đây là Vạn Yêu Cung Chấn Giáo chi bảo, từng bị Thái Hoàng Lão Tổ tiêu diệt, nghe nói đã sớm thất truyền, không người nào gặp qua bóng dáng của Chấn Giáo chi bảo này, làm sao lại rơi vào trong tay tên này được. Ô Long Lân Vũ Trượng cùng Thần Dương Vô Cục Trung va chạm, đại địa chìm xuống, thiên sơn đổ ngã, tựa như ngày tận thế phủ xuống vậy. Đột nhiên phía sau Thuần Dương Vô Cực Trung, một đạo kiếm quang lóe lên, sau một khắc đi tới mi tâm của nam tử mặt quỷ. Kiếm quang như luyện, quả thực là thần chí chi bút, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nam tử mặt quỷ nhẹ nhàng nâng tay kẹp lấy, đem đạo kiếm quang này gắp ở trong tay, đưa chỉ cắt xuống. Đạo kiếm quang này nhất thời bị hắn cắt bỏ đến từng khúc gãy lìa. Đã sớm nghe nói Tịch Ứng Tình có một sư đệ, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Chuyện xấu mà Tịch Ứng Tình không có tiện tự mình ra mặt thì người này sẽ đi làm. Nam tử mặt quỷ cắt vỡ kiếm quang, khẽ khẽ rung lên, ngũ ma hiện thân cười nhẹ nói: không người nào biết tên họ của ngươi, nhưng ta biết, Lâm Tá Minh. Ngươi thân là nhân vật trưởng giáo cấp chí tôn, giả chết đã lâu, ẩn tên chôn họ, giấu ở bên cạnh Tịch Ứng Tình, chỉ lãng phí một thân tu vi kinh thiên động địa của mình mà thôi. Bọn người Thạch Cảm Đương trong lòng cả kinh, nhìn về phía ngũ ma. Bọn họ cũng chưa bao giờ biết lai lịch của ngũ ma, thậm chí ngay cả tên của hắn cũng không biết. Không nghĩ tới ngũ ma lại là người bên cạnh Tịch Ứng Tình, tên là Lâm Tá Minh. Lâm Tá Minh bọn họ từng nghe nói qua, người này là đại đệ tử của tiền nhiệm trưởng giáo Huyền U Đạo Nhân, sư huynh của Tịch Ứng Tình. Sau nghe nói hắn bất hạnh bỏ mình, không nghĩ tới hắn lại còn sống, chẳng qua là từ chỗ sáng chuyển đến chỗ tối, trở thành đao trong tay Tịch Ứng Tình, thậm chí còn trở thành Thí Thần Cốc ngũ ma. Một đạo kiếm quang mới vừa rồi kia của ngũ đệ, dù là ta cũng không có thực lực bậc này, xem ra trước kia hắn ẩn tàng tu vi của mình rồi. Thạch Cảm Đương thầm nghĩ trong lòng. Vô Tướng Thiền Sư tâm thần đung đưa, cũng đột nhiên nhớ tới ban đầu mình tính toán giết chết Giang Nam, thanh âm giả nuôi kia đem mình sợ quá chạy mất, nói vậy chính là ngũ ma Lâm Tá Minh gây lên. Thực lực của Lâm Tá Minh tuyệt đối có thể trở thành Thí Thần Cốc nhị đương gia, chẳng qua là hắn không muốn khiến cho quá nhiều người chú ý. Ngay cả đám người Thạch Cảm Đương cũng không biết thực lực chân chính của hắn. Hắn giống như là người sống ở trong bóng ma, chỉ có ở thời điểm cần hắn, hắn mới xuất hiện, một kiếm đoạt tính mạng người.
ngũ ma như cũ, vóc người âu lũ, rơi vào trong huyền minh đại trận. Ánh mắt khàn khàn hướng nam tử mặt quỷ nhìn lại, thản nhiên mà nói: "Ta là đao trong tay trưởng giáo, ngươi là đao trong tay ai đấy?" Nam tử mặt quỷ kia thân thế cứng đờ, cười lạnh nói: "Ta chính là nhân vật tuyệt đỉnh trong thiên hạ, đụng chạm đến thần ma chi cánh, trong thiên hạ có thực lực như ta, bất quá 2-3 người mà thôi, ai có thể cầm ta làm đao đây?" Lực lượng công kích của hắn mạnh hơn, huyền thiên đại trận dần dần tán loạn, qua chốc lát nữa sẽ gặp đại trận bị phá. Huyền thiên thánh tông sẽ gặp phải một cuộc huyết tẩy thảm thiết, không người nào có thể còn sống. "Đúng hạn đã tới, đại ca sắp tới rồi." Thiên cơ tứ sĩ chán đổ mồ hôi, cuồn cuộn ra sức thúc giục đại trận, liều mạng chống cự. Đúng vào lúc này, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm trong suốt truyền đến, cao giọng cười nói: "Thí thần cốc chủ, ngươi quả nhiên ở chỗ này, hôm nay cuối cùng có thể đem quần ma thí thần cốc bọn ngươi một lưới bắt hết rồi." Nam tử mặt quỷ cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng hung mãnh, phô thiên cái địa đè xuống, trong lòng cả kinh. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử áo bào xanh đi tới, giống như trước, cũng là trên mặt đeo mặt nạ quỷ. Mặt nạ này rất là sinh động, lộ ra nụ cười chế nhạo: "Thí thần cốc chủ chân chính sao?" Nam tử mặt quỷ hít vào một hơi thật dài, trong mắt tinh quang bạo xạ, trong cơ thể một cỗ hùng hùng chiến ý phóng lên cao, cười ha ha, điểm nhiên nói: "Người quả nhiên lộ diện, chính xác, thí thần cốc chủ, người quả nhiên lộ diện, thật có thể nói là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt mà." Bỗng đâu lại có một thanh âm trong trẻo truyền đến. Nam tử mặt quỷ trong lòng vừa động, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tịch Ứng Tình đột nhiên hiện ra ở trên tông chủ phong, nhẹ nhàng một chiêu, thần dương vô cực trung thoát khỏi ô long lân vũ trượng, trở lại tông chủ phong, móc ngược mà xuống. Trong lòng hắn nhất thời trầm xuống, có chút bối rối thầm nghĩ: "Thái Hoàng sư huynh không phải nói có thể ngăn Tịch Ứng Tình lại hay sao? Tịch Ứng Tình làm sao hiện ra ở nơi này vậy?" Hắn mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ thấy Thái Hoàng lão tổ cũng hiện ra ở Huyền Thiên Thánh Tông, tông chủ phong. Cùng hắn đến đây là trưởng giáo cùng với cường giả đứng đầu những môn phái khác, cũng rơi vào trên tông chủ phong, rối rít hắn hướng mà xem: "Thí thần cốc chủ, ngươi hôm nay chạy tới đường cùng, còn có lời gì để nói nữa không?" Phụ Văn Cung đằng đằng sát khí, cười lạnh nói: "Nam tử mặt quỷ, tâm thần đại loạn, không còn có bình tĩnh thong dong như lúc trước nữa. Nhiều trưởng giáo diện mục âm trầm, sát khí tràn ngập, hắn có thể tưởng tượng đến kết quả của mình." "Ta không phải là thí thần cốc chủ, hắn mới là..." Hắn đột nhiên cười ha ha nói: "Chư vị, ta tới là vì bức bách người này hiện thân. Hôm nay chính chủ rốt cục cũng xuất hiện rồi. Chẳng những thí thần cốc chủ chân chính hiện thân, hơn nữa mấy ba đầu khác cũng núp trong Huyền Thiên Thánh Tông." Hắn hướng Huyền Thiên đại trận nhìn lại, không khỏi hơi ngẩn ra. Chỉ thấy đám người Thạch Cảm Đương, Thiên Cơ tú sĩ chẳng biết từ lúc nào vô ảnh vô tung, trong lòng lại là trầm xuống. "Ta là thí thần cốc chủ sao?" Tuyên Vô Tà buồn cười, chậm rãi gỡ mặt nạ xuống, châm chọc mà nói: "Giết mấy vạn môn sinh cùng trưởng lão thủ môn của Huyền Thiên Thánh Tông là người nào vậy? Vây giết Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn Thanh Vân đạo nhân chính là người nào đây? Mai phục Thanh Vân Tông, cơ hồ đem Thanh Vân Tông diệt môn chính là người nào? Cố gắng phá hư đổ ma đại hội, nửa đường kiếp sát chư vị đồng đạo là ai?" Hắn tiến lên trước một bước, điểm nhân nói: "Ta đã tháo mặt nạ xuống, ngươi dám sao?" Nam tử mặt quỷ nhìn về phía Thái Hoàng. Thái Hoàng mặt không chút thay đổi, phảng phất như một pho tượng thần minh cao cao tại thượng, lạnh lùng mà xa không thể chạm. Nam tử mặt quỷ giả tâm hoàn nguội, bàn tay run rẩy giơ lên vuốt mặt nạ, rồi lại chậm rãi đẩy xuống, điên cuồng cười to. Hai hàng nước mắt từ dưới mặt nạ chảy xuống: "Thất bại thảm hại, thất bại thảm hại rồi." Tịch Cứng Tình lạnh nhạt nói: "Thí thần cốc chủ, người chỉ trích trong Huyền Thiên Thánh Tông ta ẩn tàng ma đầu của thí thần cốc kia, kính xin chỉ ra. Ta không thấy được trong thánh tông ta có ma đầu gì, ngược lại lại thấy mấy ma đầu bên cạnh ngươi cùng ma đầu thí thần cốc độc nhất vô nhị." Nam tử mặt quỷ giả kia hai tay run rẩy, rồi lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, chiến ý rũ phát, ngẩng cao cười to mà nói: "Ta cũng là cao thủ thiên hạ ít có, cả đời tung hoành khó gặp địch thủ, ai dám cùng ta đánh một trận để cho ta đường đường chính chính chết trận đây."
hắn manh sinh tử trí, cho dù chết đi cũng không nguyện bắn đứng Thái Hoàng lão tổ, quyết tâm đường đường chính chính đánh một trận, bộc phát ra quang huy rực rỡ nhất cuộc đời này mà hao hết tính mạng của mình. Thái Dương chiến xa ngừng ở cách đó không xa, Giang Nam cùng Lạc Hoa Âm đi ra chiến xa, đem một màn này thu hết vào trong mắt, mắt thấy sinh lộ của một vị tuyệt đại cường giả đã đi tới cuối cùng. Tá lực đả lực, nặng nề tính toán, trận này Tịch Trường Giáo cùng Tuyên Vô Tà đánh thật đẹp à, chẳng những hóa giải đồ ma đại hội chi nguy, hơn nữa quang minh chính đại diệt trừ một cánh tay đắc lực của Thái Hoàng. Giang Nam tâm thần lay động, tự đáy lòng tán thán nói: hai người này tài tình kinh diễm đương thời, có thể nói là quần anh tụ hội. Thái Hoàng lão tổ nguy rồi. Lạc Qua Âm cũng lắc đầu nói: Tử Xuyên, người không biết nơi kinh khủng của Thái Hoàng đâu, ở trước mặt võ lực tuyệt đối, tất cả chi mưu tính toán hết thảy không có chỗ nào dùng. Chỉ sợ Thái Huyền Thánh Tông chết chỉ còn lại có một mình Thái Hoàng. Thái Huyền Thánh Tông vẫn là thiên hạ đệ nhất đại phái thôi. Giang Nam nháy mắt mấy cái, thực lực của Thái Hoàng đến đột cùng cao bao nhiêu, hắn cũng không cách nào phỏng đoán. Bất quá Lạc Hoa Âm chính là nhân vật trưởng giáo cấp chí tôn, ngay cả nàng cũng đối với Thái Hoàng sùng bái như thế, chỉ sợ thực lực của Thái Hoàng đạt đến tình cảnh cực kỳ khủng bố. Thái Hoàng rất mạnh, chẳng lẽ còn có thể so với Bất Tử Minh Vương mạnh hơn hay sao? Giang Nam thầm nghĩ trong lòng. Thái Huyền Thánh Tông có rất nhiều hạng người trung liệt. Lạc Hoa Âm cảm khái nói: người này đã đi tới đường cùng, vẫn không muốn bắn đứng Thái Hoàng, thà rằng tìm chết chính là người trung nghĩa đây. Đáng tiếc Thái Hoàng quân cờ sai một chiêu, thế cho nên thua tính mạng của hắn ta. Bên cạnh nam tử mặt quỷ giả kia, đám người Cáp Lan Sinh, Thiên Cơ Tú Sĩ giả sắc mặt sáng ngoét, cũng nhìn ra tình huống đối phương đối với bọn họ rất là không ổn, rung giọng nói: sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ có chết mà thôi. Nam tử mặt quỷ đột nhiên lật tay một chưởng rơi vào đỉnh đầu Cáp Lan Sinh, đem vị thiên cung cường giả này đánh cho bét nhè, đồng thời một ngọn thiên phủ chấn áp xuống, đem Thiên Cơ Tú Sĩ ép tới nát bấy, tái khởi một chưởng đánh chết ngũ ma, chỉ còn lại có một mình người, một mình đứng nguyên tại chỗ. Hắn giết chết ba vị đồng bạn của mình là lo lắng đám người Cáp Lan Sinh vì mạng sống bắn đứng Thái Hoàng, bắn đứng Thái Huyền Thánh Tông. Không người nào dám cùng ta đánh một trận hay sao? Hắn cười ha ha, thanh âm bi thương nói. Tuyên Vô Tà đứng dậy, lần nữa đeo lên mặt nạ quỷ, trầm giọng nói: được, để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Đa tạ. Nam tử mặt quỷ hướng hắn chắp tay, hai người sóng vai đi về nơi xa. Trận chiến này không có những người khác tham dự, là hai nam tử mặt quỷ đánh một trận, một người là Thí Thần Cốc chủ hàng năm mang theo mặt nạ quỷ, một người là trước đó không lâu mới đeo lên mặt nạ, mà từ lúc sinh ra cũng là nhân vật núp dưới mặt nạ. Oanh! Ở nơi xa xôi đột nhiên thoáng hiện ánh sáng vô cùng, các loại thần thông bay múa đầy trời, uy lực mỗi một chủng thần thông đều bị diễn biến đến mức tận cùng, tia sáng lấp lánh giống như hai mặt trời chói chang va chạm giao phong. Đây là một trận đánh rực rỡ, sặc sỡ và lóa mắt, từ cổ chí kim rất ít có thể nhìn thấy tuyệt đại cường giả tu luyện tới cảnh giới này liều chết đánh cược một lần. Hai người bọn họ đều là đại tông sư kiếp này khó gặp, thần thông cùng pháp lực ở trong tay bọn họ hoàn mỹ vô khuyết điểm, giống như nghệ thuật không có bất cứ tì vết nào. Đồng dạng thần thông ở trong tay bọn họ xa hoa, tìm không được bất cứ chỗ sơ hở, làm cho người ta thấy chỉ biết tự thẹn không bằng. Trận chiến này chắc chắn sẽ vào trong sử sách, trở thành truyền kỳ, trở thành truyền thuyết, cho đến ngàn năm, vạn năm sau còn sẽ có hậu bối nói tới trận chiến này. Cuối cùng trận chiến này từ từ kết thúc, mặt trời chiều ngã về tây, đỏ ngầu như máu, phảng phất tượng trưng cho một vị tuyệt đại cường giả sinh mệnh đã đi tới cuối cùng. Trong đó một vị nam tử mặt quỷ ngã xuống, một vị nam tử mặt quỷ khác đi tới, không có vạch trần mặt nạ trên mặt hắn, không có đi tra cứu thân phận của hắn. Tuyên Vô Tà kính trọng đối thủ của hắn, để lại cho hắn tôn nghiêm cuối cùng. Từ nay về sau, Thí Thần Cốc không còn tồn tại. Tuyên Vô Tà trước mặt mọi người hướng cho vị trưởng giáo chi tôn tuyên bố, ánh mắt toát ra một tia thần sắc phức tạp. Thí Thần Cốc là hắn một tay sáng chế, và giờ phút này dưới tình thế bức bách, Thí Thần Cốc đúng là không thích hợp xuất đầu lộ diện nữa rồi, bởi vì Thí Thần Cốc lục đại ma đầu đã chết đi, một người thạch cảm đương Thiên Cơ Tú Sĩ cần mai danh ẩn tích, tạm thời không cách nào hiện ra ở trên giang hồ nữa. Hắn tuyên bố Thí Thần Cốc không còn tồn tại, không chỉ là nói với các đại trưởng giáo, hơn nữa là muốn nói với đám người thạch cảm đương, Thí Thần Cốc đã không thích hợp hiện ra ở Huyền Minh Nguyên giới nữa rồi.
Đồ ma đại hội thanh thế cực lớn. Lúc này hành quân lặng lẽ, giang hồ rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Duy chỉ có mấy môn phái bị đả kích trầm trọng, có chất khuynh hướng chưa gượng dậy nổi. Tỉ như Thanh Vân Tông, trưởng giáo bị giết, cao tầng bị tập kích, cơ hồ toàn quân bị diệt. Thoáng cái từ một đại phái nhất lưu xuống làm môn phái nhỏ tam lưu. Còn có những môn phái khác cũng gặp phải Thí Thần Cốc tập kích, chết mấy vị thiên cung cấp cường giả, đệ tử trong môn cũng có nhiều tổn thương. Không qua bao lâu, liền có tin tức truyền đến, hộ pháp tôn giả của Kim Cương Pháp Thiện Tông là Hành Si Hòa Thượng cũng chết ở trong tay của Thí Thần Cốc kia. Vạn Long Xào, Long Tiêu Chân Nhân vẫn lạc, còn có Thái Huyền Thánh Tông cũng tuyên bố đám người Tô Mạch Xuyên chết đi. Tin đồn những người này là bị Thí Thần Cốc Lục Đại Ma Đầu ám sát. Huyền Thiên Thánh Tông cũng gặp phải thương nặng, mấy vị trưởng lão bảo vệ sân môn cùng mấy vạn môn sinh hết thảy chết thảm. Thánh Tông trên dưới tràn ngập một cỗ không khí bi thương. Mặc dù Tịch Cứng Tình chí mưu hơn người, nhưng cũng không phải là toàn trí toàn năng. Hắn mặc dù đem hết toàn lực bảo vệ Thánh Tông, thế nhưng thương vong không thể tránh được. Giang Nam cũng nhận được tin tức một vị cố nhân của mình là Ngụy Hạo cũng chết ở trong trận chiến đấu này vây công Thánh Tông. Ngụy Hạo là người dẫn đường lúc hắn bái nhập Thánh Tông, cố nhân chết đi để cho ý chí của hắn sa sút trong một thời gian ngắn. Đoàng một tiếng chuông vang lên, trưởng giáo phu nhân Mộ Vãn Tình hiện thân ở tông chủ phong, thanh âm thanh thúy truyền khắp cả Thánh Tông. Chư vị đồng môn, Thánh Tông nguy cơ, người chết rất nhiều, kính xin chư vị đệ tử trưởng lão mọi nơi du lịch đi các quốc độ phàm trần, tìm kiếm thiếu niên thiếu nữ tư chất siêu quần bạt túy thu vào sơn môn, để cho bọn họ trở thành môn sinh Thánh Tông, thuận tiện đi tìm thần minh chuyển thế dẫn vào Thánh Tông ta. Chúng đệ tử trưởng lão rối rít lĩnh mệnh, riêng phần mình xuống núi du lịch. Trận chiến này mặc dù Thánh Tông chết rất thảm trọng, thế nhưng căn cơ không tổn hại, trong hàng ngũ đệ tử chết cực ít. Bất quá nếu không có môn sinh thì không có người kế tục, vì vậy khẩn cấp cần tìm người trong võ đạo phàm trần tới bổ sung tổn thất. Vô số linh sơn của Thánh Tông cũng hủy ở trong trận chiến này. Tịch Cứng Tình cùng mấy vị thái thượng trưởng lão đo đạc thổ địa từ ngoài biển vận chuyển tới từng ngọn hùng sơn, gieo chân núi xuống. Sơn mạch cùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực tương liên, một lần nữa bố trí trận pháp dẫn dắt linh tuyền, dẫn dắt khôi phục rầm rộ ngày thường. Cũng may Thánh Tông trải qua mấy chục vạn năm tích lũy, tài lực hùng hậu, nếu không chỉ là tu bổ các đại linh sơn sẽ để cho Thánh Tông táng ra bại sản. Lần này các đại linh sơn tổn thất thảm trọng, Lạc Hoa Âm luôn luôn vắt chảy ra nước cũng mở ra tiểu kim khố của mình, đem các loại thần phù chi bảo mà mình sưu tập phân tán ra bên ngoài, phân tán cho các đại linh sơn. Lần này trưởng lão đệ tử của Huyền Thiên Thánh Tông rốt cục thấy được cái gì gọi là tài đại khí thô. Tiểu kim khố của Lạc Hoa Âm so sánh với bảo khố của Thánh Tông không kém chút nào. Thần phù chi bảo gần như ngàn kiện như nước chảy phân phát ra ngoài, linh tuyền to to nhỏ nhỏ đếm không hết xuể. Nữ nhân này quả thực chính là một đại ma vương, thích cướp đoạt bảo vật, tài lực to lớn, để cho trưởng giáo phu nhân Mộ Vãn Tình lúc kiểm tra bảo khố Thánh Tông cũng âm thầm kinh hãi. Trong bảo khố Thánh Tông không có tài liệu gì, vị trưởng lão phu nhân này liền đến Lãnh Tụ Phong hướng Lạc Hoa Âm nói, thường thường liền có thể tìm được. Lạc sư muội, người rốt cuộc cướp được bao nhiêu thế giới vậy mới có thể mò đến một khoản tài phú lớn như vậy? Mộ Vãn Tình không nhịn được đánh giá tiểu kim khố của nữ ma đầu liền hỏi. Lạc Hoa Âm vạn phần cảnh giác, vội vàng che ở trước tiểu kim khố, cười cười nói, Đừng xem, bảo bối này của ta cũng không nhiều đâu. Giang Nam từng thắng nhiều pháp bảo của trưởng lão Thánh Tông, Lạc Hoa Âm vốn là lưu lại tính toán để cho hắn sử dụng ở thần phù cảnh. Bất quá lần này Giang Nam cũng đem những bảo vật này mà lấy ra vật quy nguyên chủ. Hai thầy trò Lãnh Tụ Phong biểu hiện đúng là làm cho người ta vừa cảm kích vừa cảm thấy hai thầy trò này đã sửa lại tính tình. Giang Nam cũng không nhắc đến Lạc Hoa Âm nổi danh là thiết gà trống, nàng không nhổ ra lông của người khác thì thôi, đã là lương tâm bạo phát, huống chi nhổ lông của mình đây. Thế nhưng lần này Lạc Hoa Âm cùng Giang Nam vô cùng khẳng khái, để cho cái nhìn của mọi người khác đối với bọn hắn có nhận thức càng sâu. Hai thầy trò này sở tác sở vi mặc dù luôn luôn ngang ngược cản rỡ, thậm chí có lúc ngay cả đồng môn cũng khi dễ, thế nhưng chân tâm thật ý rất tốt với Thánh Tông, tình nguyện kính dâng. Lần này Thánh Tông gặp nạn, ta lại không thể tham dự trong đó được, cùng chư vị trưởng lão và thái thượng trưởng lão đồng sanh cộng tử bảo vệ Thánh Tông. Chủ yếu là tu vi và cảnh giới của ta vẫn còn quá thấp kém, không cách nào tham dự đến trong chiến đấu lại cường độ này được. Giang Nam ngồi ở trên Lãnh Tụ Phong, trong lòng yên lặng nói, ta còn cần là tu luyện,
càng thêm khắc khổ tu luyện, tăng lên tu vi thực lực của mình, đưa thân vào thiên hạ cường giả, mới có thể ở trong tương lai, trong đại chiến trận kiểu này, có một chỗ ngồi cho ta. Trong Thái Huyền Thánh Tông, Thái Hoàng cùng Long Hoàng đối diện mà ngồi, hai vị tồn tại cổ lão đều im lặng. Thái Hoàng sư huynh, lần này ta và ngươi, hai nhà đều có tổn thương thật lớn, nhất là ngươi, sư đệ của ngươi bị đệ tử của ngươi giết chết rồi, tương đương với đoạn đi một cánh tay của ngươi. Ánh mắt Long Hoàng chớp động, trầm giọng nói: Ngươi vô địch đã không còn tồn tại, tịch ứng tình, tuyên vô tà, hơn nữa ma la thập, ba người này đủ để kiềm chế ngươi. Hơn nữa tịch ứng tình lại là hạng người tài trí cao tuyệt, bất động thanh sắc, liền đem mưu kế của chúng ta phá hư. Không biết Thái Hoàng sư huynh có tính toán gì hay không đây? Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, đối mặt thực lực tuyệt đối đều không có tác dụng đâu. Thái Hoàng lão tổ chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói: Quang thải của bọn tiểu bối quá chói mắt, bất lợi đối với con đường thành thần của ta, là thời điểm ta nên đi ra ngoài rồi. Long Hoàng trong lòng lẫm nhiên, biết Thái Hoàng lão tổ đã động sát cơ, vị cường giả gần với thần minh nhất này rốt cuộc cũng muốn lộ ra nanh vuốt sắc bén, hướng thế nhân biểu diễn chiến lực vô địch. Tịch ứng tình, tuyên vô tà cùng ma la thập, ba người liên thủ có thể chiến đấu với ta, thế nhưng bọn hắn chết đi bất kỳ một người nào, hai người khác đều không phải là đối thủ của ta. Hắn phiêu nhiên rời đi, thanh âm xa xa truyền đến: Hiện tại là thời điểm một vị trong ba người bọn họ vẫn lạc rồi. Long Hoàng đưa mắt nhìn hắn đi xa, trong lòng biết chuyến đi này của Thái Hoàng nhất định lại là một cuộc gió tanh mưa máu. Thân là cường giả thế hệ trước của huyền binh nguyên giới, nhân vật đứng đầu vạn long xào, hùng bá nhất phương, hắn thật sâu biết Thái Hoàng lão tổ rất kinh khủng. Năm đó Thái Hoàng lão tổ nổi danh chiến đấu sát phạt là ở trong đống thi thể đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân. Cùng hắn cùng thời đại, cường giả có thể chạy song song với hắn, giờ phút này chỉ còn lại có Ma La Thập. Mà Ma La Thập cũng không phải đối thủ của Thái Hoàng. Mặc dù Ma La Thập có đại chùy do ngũ sắc kim luyện cùng sinh tử vạn hóa ma luân, so sánh với Thái Hoàng vẫn là còn có một đoạn chênh lệch cực lớn. Nếu như hắn muốn giết người, như vậy kết cục người này đã nhất định, kết quả tất nhiên là tử vong, tuyệt đối không có con đường thứ hai. Đây chính là phong thái của đệ nhất nhân đương thời. Bên trong Bắc Cực băng dương, hàn tuyết cả ngày, huyền băng khắp nơi, nơi này hàng năm không thấy ánh nắng, lạnh đến cực điểm. Bất quá trong băng thiên tuyết địa cũng có sinh vật. Bạch hùng hình thể khổng lồ, tuyết học bay tới bay lui, cánh dương trăm trượng. Trong đại dương còn có cự thú sinh tồn, thậm chí lúc thượng cổ nơi đây còn có một đại phái tên là Cực Nhạc Thần Cung. Bất quá Cực Nhạc Thần Cung sớm đã xuống dốc, biến mất ở trong lịch sử, chỉ còn lại có một mảnh di tích người sống ít tới. Giờ phút này trên di chỉ Cực Nhạc Thần Cung chẳng biết lúc nào đứng sừng sững một ngọn băng cung. Trong băng cung, Tuyên Vô Tà đã đeo lên mặt nạ quỷ, ngồi trên bồ đoàn dẫn dắt thiên địa linh khí, mà những ma đầu thí thần cốc khác như Bạch Thạch Cảm Đương thì khoanh chân ngồi ở bên cạnh hắn, tạo thành một vòng tròn lớn vây hắn ở chính giữa. Nhiều đạo văn xông ra rối rít nhốn nháo rơi vào trong cơ thể của Tuyên Vô Tà. Trong cơ thể Tuyên Vô Tà cũng có đạo văn xông ra không ngừng câu lên bích hợp, tiến xuất xuất tu bổ thân thể tổn thương cùng đạo văn tổn hại. Hắn cùng với nam tử mặt quỷ giả kia đánh nhau một trận, mặc dù chiến thắng, thế nhưng cũng là thắng thảm. Dù sao người giả kia cũng là cường giả tuyệt đỉnh trên đời, thực lực vô cùng cường đại, lại ôm quyết tâm hẳn phải chết đánh một trận, làm Tuyên Vô Tà cũng gặp phải thương nặng. Hắn chém giết người giả kia lại chưa có trở lại Thái Huyền Thánh Tông, mà là tới đây mời đám người Thạch Cảm Đương cùng Thiên Cơ Tú Sĩ giúp hắn chữa thương. Cho đến ngày nay, thương thế cuối cùng cũng khôi phục được thất thất bát bát. Thiên Cơ Tú Sĩ ở chỗ này bày đại trận, đánh loạn không gian để ngừa bị người tìm được. Ở chỗ này không có ai quấy rầy, trợ giúp Tuyên Vô Tà mau sớm khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Đột nhiên Tuyên Vô Tà lòng nhận thấy mà mắt thở dài, trầm giọng nói: Chư vị huynh đệ, không cần hao phí tu vi nữa đâu, chúng ta chia nhau ra thôi, Thái Hoàng lão tổ đã tới nơi rồi. Sao, Thái Hoàng tới ư? Trong lòng mấy người Thạch Cảm Đương cả kinh, Cáp Lan Sinh thất thanh nói: Tam ca đã bày đại trận, Thái Hoàng làm sao có thể tìm được đây? Tam ca, chẳng lẽ ngươi là nội gian sao? Thiên Cơ Tú Sĩ giận dữ, Tuyên Vô Tà lạnh nhạt nói: Tam đệ không phải nội gian, Thái Hoàng thần thông quảng đại, ở Thái Huyền Thánh Tông đã gặp mặt ta, hơn phân nửa đã ở trên người ta lưu lại ấn ký rồi, vô luận ta đi tới chỗ nào đều không thể chạy ra cảm ứng của hắn được đâu.
Thiên Cơ tú sĩ trong mắt chớp động, trầm giọng mà nói: "Đại ca, Thái Hoàng tới vừa lúc chúng ta có thể giết chết Bất Tử Minh Vương, tất nhiên cũng có thể đem Thái Hoàng mà giết chết đi." "Bất Tử Minh Vương chẳng qua là một vị thần minh giả nữa, hơn nữa chúng ta đã biết rồi, đánh lén giết chết hắn cũng không khó khăn gì." Tuyên Vô Tà lắc đầu nói: "Bất quá Thái Hoàng lão tổ thân thể cùng pháp lực đã tu thành thần minh, lần này tới đây là vì giết ta. Chúng ta tính toán không tới hắn, cho dù chúng ta cùng tiến lên cũng chỉ có một cái kết quả vẫn lạc mà thôi. Hắn muốn là mạng của ta, hiện tại các ngươi liền đi đi, hắn sẽ không ngăn trở." "Không, huynh đệ chúng ta kết nghĩa kim lan, phát qua lời thề đồng sinh cộng tử." Thạch Cảm Đương dứt khoát nói: "Đại ca giúp ta diệt trừ Bất Tử Minh Vương, ta há có thể bỏ qua người mà rời đi." Tuyên Vô Tà cũng cười nói: "Các người lưu lại, ngược lại sẽ chết ở trong tay của hắn thôi. Thái Hoàng giết không được ta, các người yên tâm đi, ta có bảo toàn chi đạo." Thiên Cơ tú sĩ trầm giọng nói: "Chúng ta sẽ đi mời Ma La Thập cùng Tịch Trưởng Giáo, mời hai người bọn họ đến đây trợ chiến vậy." "Nước xa không cứu được lửa gần đâu, đợi các ngươi mời tới hai người bọn họ, chiến đấu đã kết thúc rồi." Tuyên Vô Tà đột nhiên đứng dậy, phất tay áo nói: "Thái Hoàng đã tới, ta đưa các ngươi rời đi, huynh đệ chúng ta còn có ngày gặp nhau." Phía sau hắn đột nhiên hiện ra bảy ngọn thiên cung, đưa tay tịch thu, chỉ thấy trong Ngọc Hoàng Thiên Cung một bụi thần thụ bay ra rơi vào trong tay của hắn. Đó là Nguyệt Quế thần thụ, gốc thần thụ này là hắn từ trong minh nguyệt của Thất Bảo Lâm được đến bảo vật, đã lượn đến Ngọc Hoàng cấp bậc. Thần thụ lấp lánh như ngọc, trong suốt trong sáng, vô số sáng mờ lượn lờ. Tuyên Vô Tà khẽ khẽ rung lên, chỉ thấy vô số sáng mờ về phía sau kích bắn ra, hóa thành một ánh sáng chi cầu thông hướng một thế giới khác. Đám người Thạch Cảm Đương biết hắn từ trước đến giờ chí mưu trồng chất, tính toán không bỏ sót tí gì, nói có pháp môn bảo toàn bản thân liền nhất định sẽ có, lúc này rối rít vươn người đứng dậy, hướng đạo ánh sáng chi cầu này mà đi tới. "Đại ca, không bằng chúng ta cùng nhau rời đi đi." Cáp Lan Sinh nói: "Thái Hoàng nhận định muốn giết ta, phá giải kết quả, ta cùng với Tịch Ứng Tình, Ma La Thập lên thủ, vô luận là ta trốn nơi nào, hắn cũng sẽ đuổi giết tới thôi. Các người đi trước đi, ta cũng muốn hiểu biết tuyệt học của Thái Hoàng tột cùng đến tình cảnh bậc nào rồi." Nguyệt Quế thần thụ trong tay Tuyên Vô Tà nhẹ nhàng lay động, chỉ thấy vô số đạo ánh sáng mờ thu hồi, quấn quanh ở trên thần thụ, đem lối đi kia phong bế lại. Mà đúng vào lúc này, đại trận mà Thiên Cơ tú sĩ bố trí nhẹ nhàng chấn động, hết thảy tan rã. Ngay sau đó, vô số huyền băng tan rã, băng cung mà Tuyên Vô Tà đang ngồi kia trong chớp mắt liền hóa tan thành nước. "Vô Tà, vi sư tới thăm người đây." Thái Hoàng giống như thiếu niên, từ từ đi tới cùng Tuyên Vô Tà chính diện tương đối, nhẹ giọng nói: "Lần trước vi sư nhận được tin ngươi chết đi, rất là thương tâm một thời gian ngắn. Hiện tại ngươi lại muốn chết nữa, vi sư cũng vì ngươi thương tâm." Tuyên Vô Tà nắm thần thụ khẽ mỉm cười nói: "Ta đã chết 2 lần, cho dù chết 1 lần nữa cũng không sao. Sư tôn, ngươi có thể chết được mấy lần đây?" "Ồ, đã chết 2 lần sao?" Thái Hoàng hơi ngẩn ra, không giải thích được ý nghĩa, đột nhiên mặt giãn ra cười nói: "Theo vi sư đi một chút thôi." Tuyên Vô Tà gật đầu, hai người một trước một sau hướng chỗ sâu của Bắc Cực Băng Dương đi tới. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, bông tuyết bay xuống như đao, cắt ở trên thân của người, thậm chí sâu tới tận xương. Gió lớn cuồn cuộn nổ lên, băng sơn sông băng ùng ùng từ trên cao mà lăn qua. Chỉ có mấy cự thú như băng hùng mới có thể sinh tồn ở trong hoàn cảnh hiểm ác này. Nhưng ở bên cạnh hai người bọn họ, hết thảy phảng phất như tĩnh xuống, gió rừng, tuyết ngừng. "Ta vô cùng hâm mộ Huyền U lão đạo, bởi vì hắn có đệ tử như Tịch Ứng Tình. Tư chất của hắn có 102 thiên hạ, không người nào có thể địch được. Tương lai nhất định sẽ trở thành thần minh. Cho đến khi ta gặp ngươi, ta mới biết được thương thiên đối với ta không bỏ." Thái Hoàng lão tổ nhẹ giọng nói: "Ngươi cùng Tịch Ứng Tình là tuyệt đại song kiều, hai đóa thần hoa đẹp đẽ nhất, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Vì vậy ta toàn tâm toàn ý dạy ngươi, kỳ vọng tương lai ngươi có thể thừa kế trưởng giáo, đem Thái Huyền Thánh Tông ta phát dương quang đại." Tuyên Vô Tà gật đầu mỉm cười nói: "Đệ tử trong lòng tương đối âm u, cảm giác trên người đè một tòa núi lớn, ép tới ta không thở nổi, mà đệ tử muốn tự do tự tại, chỉ có diệt trừ ngọn núi lớn này mới có thể long đằng cửu thiên, kéo dài qua tứ hải."
Sư tôn ngươi chính là tà nữ lớn kia, cho nên đệ tử lựa chọn giả chết thoát thân. Thái Hoàng lão tổ thở dài, chân thành nói: thật ra thì ta và ngươi thầy trò liên thủ, thiên hạ liền không có người nào có thể ngăn cản, không người nào có thể địch lại. Cái gì mà tịch cứng tình, ma la thập, hết thảy chỉ là gà đất chó cảnh mà thôi. Cho dù tương lai đi thiên giới, cũng có một chỗ ngồi của ta và ngươi. Tuyên Vô Tà gật đầu thở dài nói: đáng tiếc một núi không được hai hổ, tính cách của ta cùng ngươi quá tương tự, ta không thể tha cho ngươi, ngươi cũng không có thể tha cho ta được. Thái Hoàng trầm mặc trong chốc lát thở dài nói: đúng là đáng tiếc mà. Hai người đột nhiên động thủ, trong hoàn cảnh băng thiên tuyết địa san sắt này, hai cỗ khí thế tuyệt cường bộc phát ra, một bụi thần thụ phóng lên cao, cao mấy vạn trượng, sáng mờ hàng tỷ đạo, chiếu rọi hư không thông thấu. Từ cổ chí kim phát sinh qua rất nhiều đại chiến, có chiến tranh danh chấn muôn đời, có chiến đấu thì không một tiếng động. Mà đây chính là một cuộc chiến đấu không có tiếng tăm gì. Ở địa phương ít ai lui tới này, không có ai biết được hai đại tuyệt đỉnh cường giả trên đời ở chỗ này đánh với nhau một trận. Bọn họ chiến đấu khí tức kích bắn nghìn vạn dặm, dư ba chiến đấu trùng kích, đem vô số băng sơn nhấc lên, hết thảy hóa thành phấn vụn. Thái Hoàng lão tổ rút cục triển lộ ra chiến lực chấn thức cổ kim của hắn. Hắn pháp lực thông thần, thân thể thành thần, giơ tay nhấc chân khai thiên tích địa, che dưới lòng bàn tay biển rộng cũng bị bốc hơi lên. Lực lượng của hắn hàm mà không lộ, một quyền rồi lại một quyền đánh tới, phảng phất như một thanh cự chùy, đem vạn dặm hư không xung quanh truy mài đến vô cùng bền chắc, hóa thành một cái lao lung cự đại, đem Tuyên Vô Tà bao phủ ở trong đó, để cho hắn không cách nào mà thoát khốn ra được. Kết cục trận chiến này từ vừa bắt đầu cũng đã nhất định, cường giả gần với thần nhất kia cùng thiên tài tu thành Ngọc Hoàng Thiên Cung cách xa thật lớn. Cuối cùng Tuyên Vô Tà đẫm máu, thân thể sáng sủa, lòe lòe phát sáng. Hắn quỳ một chân trên đất, nhục thể của hắn bắt đầu phân giải, hóa thành một viên cầu thật to, chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Đây là tuyệt học gì vậy? Tuyên Vô Tà thanh âm khàn khàn hỏi. Thái Hoàng chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nói: đây là vi sư khai sáng ra Huyền Đô Phong Tỉnh Thiên Thư, đã là thần binh cấp kinh điển. Loại vật tình cảnh này là chế buộc một người đi tới, muốn đặt tới cảnh giới cao hơn, liền cất chức vong tình thành vô tình. Sau vô tình mới có thể thoát khỏi hết thảy trói buộc được, đạt tới cảnh giới cao hơn vấn đỉnh thần minh. Hắn mỉm cười nói: Vô Tà, bởi vì ngươi là đệ tử ta yêu mến nhất, cho nên ngươi là người đầu tiên chết ở dưới môn công pháp này của ta. Huyền Đô Vong Tỉnh Thiên Thư, thì ra là như vậy. Tuyên Vô Tà lẩm bẩm nói, nhục thể của hắn gia tốc phân giải, hóa thành vô số quang điểm phiêu tán mọi nơi, đột nhiên cười nói: đây là lần thứ ba ta tử vong, Thái Hoàng, đáng tiếc người vẫn không thể phá giải cục diện bế tắc được. Thân thể của hắn vỡ đầy đất, hóa thành vô số đạo quang cầu phiêu tán, nhưng có vô số tinh khí cùng khí huyết đột nhiên xông ra, bao bọc Nguyệt Quế thần thụ, gào thét rời xa dương thế, chạy thẳng tới phương hướng trung thổ, tốc độ nhanh vô pháp tưởng tượng. Cỗ tinh khí cùng khí huyết này tích chứa chính là một thân tu vi của Tuyên Vô Tà, cực kỳ khổng lồ, không cách nào tưởng tượng, giống như biển rộng nộ trào. Lang keng, lang keng. Mặt nạ quỷ rơi vào dưới chân Thái Hoàng lão tổ, trên mặt Thái Hoàng cứng ngắc, ngơ ngác nhìn mặt nạ quỷ này, trong lòng trong lúc bất chợt dâng lên lạnh lẽo ôn tùm. Thần ngoại hóa thân sao? Vô Tà, người đang luyện thành thân ngoại hóa thân ư? Bức cảnh tượng này chính là thân ngoại hóa thân nghiền nát, chủ nhân thu hồi pháp lực trong hóa thân. Hắn giờ phút này rốt cục tỉnh ngộ, vì sao Tuyên Vô Tà nói mình đã chết 3 lần. Năm đó Tuyên Vô Tà giả chết thoát thân, cái này là lần đầu tiên, lần này chết ở trong tay mình là lần thứ 3. Như vậy lần thứ 2 hắn tử vong là chân chân chính chính chết đi. Có người chết chết Tuyên Vô Tà, đem hắn luyện thành thân ngoại hóa thân, khoác thể xác của Tuyên Vô Tà xây dựng lại thí thần cốc. Tịch ứng tình sao? Trong thoáng chốc, Thái Hoàng tựa như thấy ở hơn 100 năm trước hai người trẻ tuổi gặp nhau. Bọn họ là tuyệt đại song kiêu của thời đại đó, giống như một mặt trăng, một mặt trời. Hai thiên tài hiếm thấy va chạm, phảng phất sao chổi đụng vào nhau. Bất quá trận chiến ấy cũng như trận chiến mới vừa rồi, không người biết được. Cuối cùng, một người trẻ tuổi lạc bại thân vong, một người trẻ tuổi khác đem hắn luyện thành thân ngoại hóa thân. Nghĩ tới đây, cho dù là mạnh như Thái Hoàng lão tổ
cũng có chút cảm giác không rét mà run. Tâm cơ bực này, lòng dạ bực này, để cho hắn thấy một bóng ma cự đại hướng mình bao phủ mà đến. Thái Hoàng lão tổ thân khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, bước đạp cương đấu truy đuổi cỗ tinh khí thần khí huyết mênh mông cuồn cuộn này. Chỉ thấy tốc độ đạo khí huyết kia bôn lưu cực nhanh, đem giữa không trung nhuộm đến một mảnh huyết hồng. Qua một lúc lâu, đột nhiên hướng Huyền Thiên Thánh Tông lao tới, lao vào một ngụm thần dương vô cực trung đổi chiều ở trên tông chủ phong. Cỗ khí huyết mênh mông như nước thủy triều này tràn vào trong cơ thể một vị trưởng giáo chí tôn trẻ tuổi ở dưới thần dương vô cực trung, để cho hơi thở của hắn bắt đầu kịch liệt sôi trào, tu vi không ngừng mà kéo lên. Đột nhiên một thiên cung hiện lên, liên tục bảy ngọn thiên cung lồng lộng di động hiện ra ở phía sau người này. Cung điện nặng nề che khuất bầu trời, tựa như mở bảy đại thời không vậy. Nhưng ngay sau đó, tòa thiên cung thứ 8 bắt đầu tạo thành, nguy nga mênh mông cuồn cuộn, bao la hùng vĩ vô cùng, mây tía tung hoành như thương vân phập phồng. Thiên cung bắt trọng, tử tiêu thiên cung. Vị trưởng giáo trẻ tuổi ở dưới thần dương vô cực trung xòe bàn tay ra, nguyệt kế thần thụ rơi ở trong tay, bị hắn bày ở lòng bàn tay hắn. Hắn xoay người lại, ánh mắt ôn nhuận như ngọc, xa xa hướng Thái Hoàng nhìn. Hai người hai mắt nhìn nhau, mặt không chút thay đổi. Ồ, Nhạc Phú, ngươi còn không có phá cục đâu. Tịch Cứng Tình một tay nâng nguyệt quế thần thụ lên, trong một tay khác nắm một mặt nạ quỷ, nhẹ giọng nói. Thái Hoàng mặc nhiên, Tịch Cứng Tình thu hồi tu vi trong cơ thể tuyên vô tà, tu thành thiên cung bất trọng, đã là cường giả như Ma La Thập, mà Ma La Thập liên thủ như cũ cùng hắn, thế lực ngang nhau. Hắn cũng không có phá cục, Tịch Cứng Tình đang không ngừng tiến bộ, mà hắn lại khốn thủ ở trước cửa thành tựu thần minh. Hắn chậm chạp, không thể bước ra một bước cuối cùng được. Hắn vẫn cho là mình đối phó chính là Tịch Cứng Tình cùng tuyên vô tà liên thủ. Hai thiên tài liên thủ ám toán mình, nhưng không nghĩ tới, từ đầu đến cuối lại là Tịch Cứng Tình một mình đang cùng hắn đánh cờ, lấy thiên hạ làm quân, trận trận đánh với hắn. Hơn nữa, hắn còn bị thua, bại bởi Tịch Cứng Tình. Người hổ thành hoạn rồi. Thái Hoàng lão tổ thấp giọng nói. Xem ra không tới 300 năm, bên trong 100 năm thôi, người có thể đem ta đè xuống một bậc. Bất quá hiện tại mất bỏ mới lo làm chuồng, nhưng thời gian không muốn, bởi vì ta sẽ không để cho ngươi sống đến sau 100 tuổi. Tịch Cứng Tình, là ta khinh thường ngươi rồi, thế nhưng sau này ta sẽ không như vậy nữa. Ta sẽ đối với ngươi biết gốc biết rễ, nắm chặt đến tu vi tiến cảnh của ngươi. Nhân vật khủng bố như vậy để cho hắn có một loại cảm giác có kiếm trên đầu, đồng thời lại để cho hắn vô cùng hưng phấn. Chỉ có thiên tài như vậy mới có thể làm cho ta cảm giác đến áp lực, mới có thể cô động thần tính, nhất cử tu thành thần minh. Bên trên lãnh tụ phong, Giang Nam từ trong động phủ phiêu phiêu bay ra, sắc mặt ngưng trọng. Cốc chủ, đã xảy ra chuyện. Hắn cũng có một mặt ngọc bội nơi tay, ngọc còn, người còn, ngọc vỡ, người mất. Trên ngọc bội ghi rõ phương vị những ngọc bội khác. Mới vừa rồi, hắn thấy ngọc bội thuộc về tuyên vô tà đột nhiên vỡ rụng, trong lòng không khỏi trầm xuống, lập tức biết tuyên vô tà chỉ sợ có đại sự đã xảy ra. Sao? Giang Nam nhẹ kêu một tiếng, đột nhiên lại thấy ngọc bội của tuyên vô tà sáng lên, trong lòng kinh ngạc. Cốc chủ còn sống sao? Mấy đại ma đầu khác của thí thần cốc cũng cơ hồ đồng thời thấy một màn như vậy, vừa thấy ngọc bội của tuyên vô tà sáng lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hơn một tháng thời gian tiềm tu, để cho khí tức của Giang Nam so sánh với trước nồng nặc hơn rất nhiều. Tu vi thực lực đều có tăng lên không nhỏ, thậm chí còn trọng luyện thất bảo một lần, tăng lên tới giao đài chi bảo. Giao đài danh như ý nghĩa, ý tứ là mỹ ngọc chi thai. Tu sĩ tu luyện tới một bước này, đối với đạo tích lũy đã rất nhiều, đạo văn hóa thành ngọc thai, thần thức thần thông pháp lực hợp nhất. Hôm nay Giang Nam liền đạp ở giao đài cảnh, theo tu vi càng ngày càng tinh thuần, thần thức thần thông pháp lực hợp hòa là một lò, vừa ra tay thần thông như hóa thành ngọc chất, uy lực lại càng kinh người. Đạo đài bắt trọng cảnh giới, linh đài tu hồn, giao đài như ngọc, liên đài tu phách, đạo đài nhập đạo, huyền đài thông huyền, thần đài tu thần, sinh tử đài phân ra sinh tử, thất bảo đài đúc thất bảo, mỗi một cảnh giới đều có chỗ huyền diệu. Giang Nam lĩnh ngộ ra mang ngục huyền thai kinh, đạo đài bắt cảnh, tâm pháp, đối với mỗi một cảnh giới đều có lĩnh ngộ thật lớn, mà mỗi khi mình tu luyện tới cảnh giới tương ứng, loại lĩnh ngộ này lại càng thâm sâu. Sư tôn không có ở đây, nữ thổ phỉ này lại đi chỗ nào cướp đoạt tài phú rồi sao? Hắn đi tới Thí Vân Cung, không có tìm được Lạc Hoa Âm,
trong lòng biết nữ ma đầu là một con thỏ không ngồi trong hang ổ. Lần này Thánh Tông gặp nạn, nàng xuất huyết nhiều, đem tiểu kim khố của mình mở ra, các loại bảo vật giống như nước chảy đưa ra bên ngoài. Nói vậy cũng là thiệt đau không dứt. Lần này nàng ra cửa tất nhiên là mang theo Đại Thiên La Thiên Nghi đến thế giới khác tầm bảo. Đáng tiếc đối với lục đạo thiên luân thánh điển của sư tôn, ta còn có chút nghi ngờ, còn muốn hỏi nàng. Đối với sáu đạo thiên luân thánh điển, Giang Nam đã nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài. Môn công pháp này là Lạc Hoa Âm tự nghĩ ra, bên trong bao hàm kiến thức cùng giải thích cực kỳ phức tạp, phong phú nhãn giới, kiến thức của Giang Nam thật lớn. Bất quá Giang Nam đến nay cũng không có thể hiểu rõ lục đạo thiên luân thánh điển này. Lục đạo thiên luân thánh điển của Lạc Hoa Âm diễn biến lục đại hóa thân để cho pháp lực cùng chiến lực của mình tiêu thăng 6 lần, khiến nàng ở thiên cung nhị trọng cảnh liền có thực lực thất cổ trưởng giáo chí tôn cường giả như Tô Mạch Xuyên. Vì vậy môn công pháp này có thể nói là bác đại tinh thâm, đáng giá nghiên cứu học tập. Giang Nam cũng cố gắng đem lục đạo thiên luân thánh điển dung nhập vào trong ma ngục huyền thai kinh của mình, nhưng gặp phải rất nhiều khó khăn. Trong môn công pháp này có thật nhiều giải thích vượt ra khỏi phạm trù của ma ngục huyền thai kinh, quá trình dung hợp cũng không thuận lợi, vì vậy hắn cần tới hỏi thăm Lạc Hoa Âm. Lục đạo thiên luân luyện thành lục đại hóa thân, hóa thân dung nạp pháp lực không giống nhau, thay đổi liên tục như ý, dung là một thế. Nếu có thể dung nhập vào ma ngục huyền thai kinh, thế tất sẽ đem tu vi thực lực của ta thoáng cái tăng lên 6 lần. Giang Nam tinh tế suy tư, thôi diễn các loại khả năng. Lạc Hoa Âm sáng chế công pháp đến từ các thế giới, trong đó để cho hắn cảm thấy khó giải nhất chính là thiên tập công pháp. Đinh! Đầu ngón tay của Giang Nam có giọt giọt máu tươi chảy ra, rơi xuống đất, hóa thành từng hóa thân, có khoảng hơn 200 hóa thân. Riêng phần mình ở bên cạnh hắn, từng cái hành động, thi triển ra từng loại tuyệt học. Đương nhiên, đó là lục đạo thiên luân thánh điển của Lạc Hoa Âm. Hắn mấy ngày nay bế quan khổ tu, trong cơ thể luyện ra tâm huyết đã đạt tới 200 giọt, tu vi tăng lên gần một lần. Giờ phút này, lục đạo thiên luân thánh điển bị hắn phân giải làm 6 phần, mỗi một phần một loại hóa thân. Mà những hóa thân này của Giang Nam là đang thi triển lục đạo hóa thân, riêng phần mình thôi diễn một phương diện, cố gắng đem lục đạo thiên luân thánh điển thông hiểu đạo lý, hấp thu vào trong ma ngục huyền thai kinh. Nhiều hóa thân cùng nhau diễn luyện như thế, so sánh với một mình hắn trầm tư suy nghĩ còn muốn nhanh chóng hơn rất nhiều. Đó là một biện pháp đần, thế nhưng hành chi hữu hiệu. Hắn đã luyện ra 5 tòa thần thức đạo đài, thần thức cường đại điều khiển những hóa thân này rất dễ dàng. Không qua bao lâu, Giang Nam liền cảm giác được có đại thu hoạch. Ma ngục bên trong mi tâm của hắn đột nhiên chỉ nghe ong ong truyền đến một tiếng ầm ĩ, dần dần một ngọn kim luân chậm rãi dâng lên. Ong ong chuyển động mang theo địa thủy phong hỏa, thanh thế to lớn. Đạo kim luân này chia ra làm 6, chẳng qua là trong đó cũng không có hóa thân. Thân thể Giang Nam run lên, chỉ thấy từng tòa hóa thân rối rít bị nghiền nát, trở lại như cũ thành máu tươi, trở về trên người của hắn, chui vào trong mạch máu, trong lòng có chút vui mừng. Sư tôn đúng là lợi hại, nàng khai sáng lục đạo thiên luân thánh điển để cho ta túc túc hao tốn hơn một tháng thời gian, lúc này mới dung nhập vào trong ma ngục huyền thai kinh. Môn công pháp này không phải là thần minh cấp công pháp, cũng không khác nhau lắm đâu. Hắn mở mắt ra, đột nhiên thấy Tịch Ứng Tình đứng ở cách đó không xa, lặng lặng chờ hắn. Trong lòng không khỏi khẽ động, tiến lên không người nói: trưởng giáo tìm ta có việc sao? Tịch Ứng Tình hướng hắn trên dưới đánh giá, lộ ra một tia vui mừng cười nói: Tử Xuyên, ta hiện tại có chút hối hận ban đầu không có thu ngươi làm đồ đệ. Hắn cười nói: ta cũng có thời điểm nhìn nhầm, nếu biết ngươi có thể có thành tựu như ngày hôm nay, ta chắc chắn sẽ không đem ngươi ra cho Lạc sư muội. Trưởng giáo khen sai rồi. Giang Nam cười nói: ta theo sư tôn tu hành, cầu thúc rất ít, ngược lại dễ dàng phát huy hơn. Nếu đi theo trưởng giáo, sợ rằng thành tiếu cũng không bằng hiện tại. Hắn lời này có chút vô lễ, lộ ra vẻ đối với Tịch Ứng Tình bất kính. Thế nhưng Tịch Ứng Tình không có tức giận, ngược lại lại cười nói: điều này cũng đúng, Lạc sư muội làm việc không theo như lẽ thường, người cũng như nàng, nếu như theo chân ta, thật có thể trở nên đàng hoàng khô khan. Lần này ta tới tìm ngươi đúng là có việc. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Giang Nam, nghiêm nghị nói: Tử Xuyên, ngươi cho rằng trưởng giáo kế nhiệm thánh tông ta phải chọn là người nào đây? Giang Nam giật mình, nghi ngờ nói: trưởng giáo, ngươi vẫn đang còn trẻ, còn có thọ nguyên dài dòng, buồn chán mà, sống trên mấy ngàn năm cũng không nói chơi đâu, vì sao có ý nghĩ lập trưởng giáo kế nhiệm như vậy? Nếu muốn chọn lựa trưởng giáo kế nhiệm, ta đề nghị trưởng giáo vẫn là từ từ tìm kiếm mỹ ngọc lương tài.
thu nhiều môn đồ, có càng nhiều đệ tử mới có thể từ đó chọn lựa ra nhân tài ưu tú được. Người nói rất có lý, chẳng qua hiện nay cũng không phải dĩ vãng ngày xưa, không có thể nhàn nhã mà chọn đồ đệ như trước nữa rồi.